phá bỏ một FPS này. Mức setting thì mình đang để ở mức setting là video ở 2 này. Đây, ui ôi, 750 FPS. Trời này thì còn gì nữa là màu mới chả me. Thế này thì không bao giờ quay trở lại được anh em ạ, mượt quá. Thời điểm này đã là kết thúc của năm 2022. Bây giờ chúng ta có rất nhiều những lựa chọn để build máy tính. Nào thì CPU mới, nào thì card màn hình mới, nào thì mainboard mới, chuột mới, tai nghe mới, bàn phím mới, màn hình mới. Nhưng đâu là đồ xịn nhất? Vậy thì để trả lời câu hỏi đó, hãy cùng mình bắt đầu build chiếc máy tính xịn nhất của 2022 nhé. Vậy thì trước khi lắp máy tính, hãy định nghĩa từ xịn của mình là gì đi. Xịn đối với mình là một chiếc máy tính có hiệu năng cao, giá tiền tốt mà cũng có một vẻ ngoài khá là đẹp đẽ nữa. Thế nên là mình sẽ không tiêu quá nhiều tiền vào những thứ thừa thãi mà kiểu những cái thứ ví dụ như là phải bỏ ra 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu mà chỉ tăng có 1 hoặc 2 FPS thôi. Đấy là những thừa thãi đối với mình. Còn xịn sẽ là như nào? Hãy cùng bắt đầu với mainboard đi. Mainboard của mình lựa chọn đây đó chính là chiếc Z790 DDR4 đến từ Asus. Đây là một chiếc mainboard khá là đẹp đẽ với rất nhiều những tính năng hay ho. Đồng thời, vì lý do tại sao mình lựa chọn main này thay vì main Z690 tương tự đời, bởi vì em ấy sẽ có một cái khoảng đẹp hơn một chút mà mình cũng thấy là khá đáng giá. Em main này là một em main xịn với rất nhiều cổng USB, có Wi-Fi, có cả Bluetooth, có cả reset BIOS, các thứ kiểu ở trên này. Đồng thời VRM thì cũng đủ để cân 13.900K. Thêm nữa, nó sẽ sử dụng DDR4, một lựa chọn giá rẻ hơn nhưng hiệu năng vẫn ngang ngang với cả những con DDR5 cao cấp. Thêm một điểm nữa, em này sẽ có tính năng Quick Release PCIe mới có của Asus được nâng cao lên phiên bản 2 và sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4 khe M2 nữa. Còn CPU mình lựa chọn đó chính là chiếc 13.900K. Đây là thần của CPU, chúa tể của gaming hiện tại. Nói chung ý, với 24x32 luồng của nó thì không con CPU nào có thể đánh bại được trên một nền tảng gọi là platform cho người dùng bình thường như này. Và em main này cùng với cả em CPU này thì đi với nhau một cách rất là hoàn hảo. Về RAM, mình sẽ có ở đây là 2 kit DDR4 đến từ Corsair. Đây là phiên bản Vengeance RGB RS. 2 kit RAM này thì là kit RAM DDR4 với mức bus là 3600, Caslin C là 18. Tại sao mình chọn DDR4? Bởi vì trong rất nhiều bài test thì mình có thể thấy rằng DDR4 3600 có hiệu năng cao bằng so với cả DDR5 5000, 5200 và nhiều khi là chạm gần tới vào mức của 6000. Còn nếu mà anh em chi mức tiền của con DDR4 này cho một kit DDR5 ấy thì chỉ được những cái kit DDR5 cực kỳ là dở và hiệu năng còn tệ hơn kit ngày cơ. Và mình có thể thấy rằng trong thời điểm này, tuy rằng nó không còn được sản xuất nhiều nữa nhưng đây vẫn lựa chọn hiệu năng cao với mức giá thành ổn áp cho anh sử dụng và việc gắn vào cũng cực kỳ là dễ dàng luôn. Tiếp theo đó chính là ổ cứng. Thì trong năm 2022 này, một chiếc máy tính xịn nhất không thể nào mà có một ổ SATA được. Thế nên mình chọn đây rất nhiều những option NVMe dành cho anh em. Có cả 3.0, có cả 4.0, đầy đủ, không thiếu một thứ gì hết. Với mình ý, thì mình cảm thấy rằng một chiếc máy tính xịn dành cho anh em ở nhà thì nên có một ổ để dành cho boot và một ổ để chứa game anh em nhé. Có thể sẽ là một ổ 1T 4.0 để cho boot Windows và một ổ 2T để chứa game, nhưng mà tất nhiên là Gen 3 rồi nhé, bởi vì Gen 3 rẻ hơn. Còn ở đây mình sẽ có tổng cộng là 3 ổ và nếu mà thích thì sẽ có cả 4 ổ luôn để tăng dung lượng lên tới là 4T anh em nhé. Nhắc tới vỏ cây thì mình sẽ có hôm nay đó chính là một chiếc vỏ cây cực kỳ là xịn sò. Đó chính là chiếc Lianli Lancun 3 đến từ nhà Lianli. Đây là một chiếc vỏ cây top 1 về hiệu năng, về vẻ ngoài, về thiết kế, về chất lượng build, về tất cả mọi thứ. Một chiếc vỏ cây cực kỳ là đáng mua trong thời điểm hiện tại nếu mà anh em muốn build một bộ máy chạy bằng khí hoặc kể cả chạy bằng nước nữa. Chiếc vỏ cây này thì có thể tháo tất cả các mặt kính, tháo cả mặt trước, tháo cả mặt hông và có rất nhiều chỗ để có thể mở ra và lắp lên vào nữa. Vậy thì bây giờ chiếc main chúng ta đã vào trong máy rồi, rất là chắc chắn rồi. Trước khi mình lắp tản nhiệt nước vào, mình sẽ làm đúng một điều bởi vì đây là lợi thế của việc có một con nguồn xịn. Đó chính là mình sẽ lắp dây CPU và dây mainboard vào nhá. Vậy thì cái dây nguồn đã được lắp xong, đã lắp trước đi để cho nó dễ dàng lắp máy tính hơn. Tiếp theo nữa sẽ là tản nhiệt nước của chúng ta.
Thì theo như kế hoạch ban đầu của mình là mình sẽ sử dụng chiếc tản nhiệt Corsair IQ H150 Elite Caplix của đây, như là của mình đã nói là Corsair đấy. Nhưng mà vì khoảng tầm 2 tiếng nữa là mình sẽ phải trả họ rồi, thế nên là mình đổi sang dùng chiếc tản khác. Đó chính là chiếc Cooler Master ML360LV2 ARGB. Hai cái này đều là tản nhiệt 360, nhưng mà chiếc này thì đắt hơn hẳn bởi vì nó là hàng của Corsair, nó có RGB đẹp hơn. Còn chiếc này đây thì nó sẽ đơn giản hơn một chút và có khả năng là hiệu năng sẽ thấp hơn một chút. Nhưng mà hy vọng rằng với 360, với một chiếc laptop này đều có thể tản nhiệt được mát mẻ cho chiếc 13.000K này nhá. Ở bên trong này chúng ta sẽ được tặng kèm sẵn ba chiếc quạt RGB này, một chiếc tản nhiệt nước này màu trắng luôn nhá, và một bộ kit bao gồm hub của Cooler Master nữa, khá là xịn sò. Việc lắp nhiệm này thì cực kỳ là đơn giản luôn, chỉ cần lắp cái này lên trên radiator, bởi vì chiếc vỏ cây này có phần rad riêng tách ra, thế nên chúng ta có thể dễ dàng lắp cái rad trên cái tấm này và đặt lên đây cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Sau khi gắn xong thì chúng ta có thể đặt cái gông lên đằng sau của chiếc main và tra cái tản nhiệt, rồi cuối cùng là gắn cái block vào trên chiếc CPU nhá. Vậy thì bây giờ máy tính chúng ta đã hoàn thiện được khoảng tầm 70-80% rồi, có thể nói là như vậy. Những bước còn lại thì sẽ rất là đơn giản thôi. Bước tiếp theo mình phải làm đó chính là gắn các loại dây. Trong máy này thì sẽ có rất nhiều những loại dây để gắn. Đầu tiên chúng ta sẽ có dây fan, dây RGB. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là dây 3.0, dây 4, dây USB Type-C, dây 2.0, dây front panel và có cả dây audio nữa. Và rất may mắn do mình sử dụng 100% NVMe, thế nên là không hề có một dây SATA nào mà mình cần phải gắn hết. Về nguồn thì mình sử dụng đây là chiếc nguồn 1200 đến từ Corsair. Chiếc nguồn này thì nó là hơi nhiều quá so với cả cái mức điện mà bộ máy này tiêu thụ. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là nếu mà anh em mua một chiếc nguồn gấp đôi so với cả những cái gì mà bộ máy anh em tiêu thụ ấy, thì nó sẽ được một cái mức nguồn rất là tốt. Như anh em thấy ở đây và như những gì mà mình và anh Đạt nói rất nhiều trên những buổi livestream, thì những chiếc nguồn đạt được hiệu quả cao nhất khi mà rơi vào khoảng tầm 40-60% sử dụng anh em nhé. Vậy nên là bộ máy này trở nên hoàn hảo với cả chiếc nguồn này, và có thể đảm bảo rằng chiếc nguồn này sẽ sống lâu dài hơn so với mức mà nó được gọi là công nhận. Đặc biệt, em nguồn này 1200 không chỉ là điều duy nhất mà nó có, mà nó còn có cả 80 plus platinum nữa, khiến cho nó trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Và để lắp nguồn vào thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần gắn gỡ những cái bay chữ HDD đây, gắn nguồn vào, gắn dây vào, rồi gắn lại tất cả mọi thứ vào với nhau, thế là đó, xong rồi. Rồi, và đây là thành viên cuối cùng của chiếc máy tính. Sau khi mà mình đã lắp xong tất cả các dây dợ này, đóng cả kính đằng sau rồi, thì mình có thể xác nhận là con máy này rất là đẹp luôn. Và cái thành phần cuối cùng nó sẽ là một thành phần hơi lạc quẻ một chút, nó hơi lệch tông một chút, nhưng mà có lẽ đây sẽ là điểm nhấn của cả bộ máy tính này. Và hãy cùng lắp nó nhé. Đó là chiếc MSI Gaming X Trio 4090 anh em ạ. Mình đã không lựa chọn chiếc Gigabyte Gaming Trio, chiếc Gigabyte Vision, bởi vì nó là 4080. Thế nên là mình có con này xịn hơn. Tại sao mình lại phải chọn con 4080 đúng không? Đây, rất dày, rất nặng và rất là chịch luôn. Đấy, rất to, rất nặng này. Về lý thuyết thì con này nó là lệch màu, nhưng mà mình vẫn có thể tải phần mềm của mới đây MSI về và mình chỉnh led của từng cái này ra màu trắng cho nó đẹp hơn. Để lắp con này chúng ta sẽ cần tổng cộng là 3 đầu đi. Thì chúng ta sẽ bỏ ra là 3 đầu ở đây. Khá là dễ dàng thôi. Tiếp theo chúng ta chỉ cần cài vào, rồi sau đó là gắn ốc lại, và cuối cùng đó chính là gắn dây nguồn 12 pin vào. Rồi, ok, mình đã vừa gắn cái nguồn vào rồi. Thì cái việc đầu tiên trước khi đóng tất cả mọi thứ vào ấy thì mình phải làm đó chính là test nguồn anh em nhá. Bật phát nào. Đều lên rồi. Anh chết rồi. Cái logo Cooler Master nó bị dọc rồi anh em ạ. Nhưng mà cái này nó không xay được nữa. Cái này xay được anh. Không xay được. Không xay được rồi anh em ạ. Chịu rồi, chịu, lâu húp. Xem nào, xem đang đi RAM, đang load này, đợi một chút, nó đang cam, đợi một tẹo này. Và hiện tại thì các quạt đều chạy rất mát này, đằng trước cũng chạy rất mát này, mà cả màn hình cũng đã chạy ok rồi này.
Hiện tại Vega lỗi xong rồi, vậy tức là check lỗi xong rồi. Nhưng mà đây nó không phải là một cái máy tính anh ạ. Anh em phải hiểu là đây là một cái setup. Hôm nay mình build cho anh em là một setup bộ máy tính mà, bộ máy tính xịn nhất. Thế nên nó sẽ kèm với cả một chiếc màn hình xịn nhất luôn. Đó chính là chiếc màn hình LG 27GP95R. Tiếp theo, vì nó là một bộ máy tính, thế nên là bắt buộc mình sẽ phải có đầy đủ gaming gear, mắt chuột, tai nghe và đầy đủ mọi thứ. Rồi, thì mình sẽ có đây. Tự dưng mình đang chọn rất bình thường thôi, nhưng mà tự dưng lại ra thành một đống đồ rất hay, rất là chuẩn chỉnh. Đầu tiên nhá, tại vì đây là một con máy tính trắng trên một chiếc bàn trắng, thế nên là mình chọn một chiếc patchwork Gigantus V2. Theo như đánh giá của Bozzy, một trong những gọi là reviewer về patchwork và chuột ấy, thì nó sẽ thuộc hạng top C à? C hay gì đấy, là cũng đủ ổn với cả người dùng bình thường rồi. Và con này thì cực kỳ to luôn, siêu to, không lô luôn. Tiếp theo nữa thì chuột, dù nói gì thì nói, mình biết rằng trên đời có rất nhiều những loại chuột xịn hơn, tốt hơn, giá ngon hơn, vân vân nhiều hơn. Nhưng mà không thể nào mà từ chối được rằng là Pro X G-Brick Superlight là chiếc chuột high-end dễ mua nhất tại đất Việt này. Và nó có một cái dáng cầm hình gọi là quả trứng, rất quen thuộc với tất cả những anh em có thể cầm ở mọi tay. Mình review em chuột này phải đến 4 lần trên Quick Review rồi. Nhưng mà nói chung con chuột này vẫn chạy. Về mặt bàn phím, mình biết rằng tất nhiên một chiếc bàn phím cơ custom sẽ là một bàn phím tuyệt vời hơn tất cả. Nhưng mà nếu anh không muốn chơi cơ thì FL Esports cũng là một trong những hãng có thể đem được những chiếc bàn phím với một chiếc với một chất lượng cao và chất lượng build cao này, cảm giác bấm sướng này và một cái trải nghiệm sử dụng khá là tuyệt vời. Đây là em FL Esports GP87, tức là TKL đấy. TKL thì vừa đủ cho tất cả mọi người và ai ai cũng dùng được, dù là người nhỏ hay to hay là lớn hay khổng lồ hay gì đều có thể dùng được thoải mái. Và mặc đặc biệt này, em ý sẽ có một màu beige, màu gọi là off-white đây, đồng cùng với cả một set keycap trắng, xám và vàng. Và một điểm nữa em này sử dụng đó chính là switch kale white, tức là nó sẽ là dùng click bar thay vì click jacket và tiếng nó sẽ rất là hay. Đấy, tức là nó sẽ một lần bướm lên cũng sẽ có một lần tạch nữa. Đấy, nó rất là hay. Cuối cùng, đó chính là chiếc tai nghe có thể đánh giá là quốc dân của mọi quốc dân, chúa tể của mọi chúa tể và thần thánh của mọi thần thánh. Đó chính là chiếc HyperCloud Alpha phiên bản wireless anh em ạ. Đeo chiếc tai nghe này thì nó luôn được đánh giá là một chiếc tai nghe có chất âm tốt, bass cao, treble ok, mid ổn và sẽ còn có đó chính là wireless nữa. Đây đã từng là một ước mơ của rất nhiều anh em và bây giờ nó hiện hữu rồi. Mỗi tội mức giá của nó là 4,5 triệu. Đâu. Setup thì đẹp vô cùng anh em ạ. Mình hiện tại đang ngồi trên đây rất là thoải mái, rất là thích đây. Chuột chiếc gì rất là sướng này, bàn phím bấm rất là ok này. Nhưng mà trước khi làm bất kỳ điều gì kiểu sử dụng một cái máy tính ấy thì anh em cần phải vào BIOS nhá. Đầu tiên là check xem này, đây đang có đầy đủ tất cả 4 khe RAM, 4 thanh RAM 16GB nhá, lên tới là 64GB và XMP chưa bật, nên mình sẽ bật XMP lên. Này bộ này. Tiếp theo nữa, mình check là đang có đủ 4 ổ rồi. 4 ổ 1T đã ghi đầy đủ, không thiếu gì hết. Và thứ ba nữa nhá, là bởi vì mình đang dùng một chiếc tản AEO mà lúc nãy mình lại đang cắm cái đầu fan, tức là cái đầu bơm của AEO ấy, vào trong cái đầu fan của CPU fan, thế nên bây giờ mình phải chỉnh tốc cho nó lên cao để cho lên full speed đi. Đấy, xong rồi. Đấy, tức là nó sẽ lên full speed này. Và một điều nữa, đó chính là mình sẽ phải vào trong Advanced để mình nâng cao hiệu năng con này lên, bởi vì đây là một con Min Z có VRM xịn nên bắt buộc phải nâng lên. Đó chính là đây, ASUS Multicore Enhancement đây, Enable phá bỏ mọi limit đây. Có cái này là limit 90 độ, còn có một cái là limit không 90 độ, tức là lên cao nản đây. Thì tức là mình sẽ bật cho nó cao hết, max hết, cho top 1 nhất để đảm bảo rằng chiếc máy tính này là chiếc máy tính xịn nhất trong thời điểm của nó. Rồi, save change and reset nào. Multicore fan profile. Ok. Lúc nãy mình Enable. Rồi, bây giờ vào rồi đây rồi. Wow, công nhận là thích thế nhở, nhìn trong màn đẹp thế. 4K, ui anh em nhìn này, những cái kiểu màu đỏ đỏ này, nó thật màu phát là nhìn phát biết luôn đấy. Màu xịn nhìn phát biết luôn. Bây giờ thì vào thử game đi nhở, xem nó như nào. Trước khi làm những cái điều này thì mình muốn check một thứ, đó chính là check nhiệt độ. Bởi vì là hiện tại là mình đang giảm tản xuống là một chiếc tản 8 triệu hay là 6 triệu ở đấy, còn một chiếc tản có 3 triệu thôi. Bây giờ mình cùng xem là nhiệt độ như nào nhá. Với thời điểm hiện tại thì chiếc CPU chúng ta đang đạt mức là 36-39 độ. Rơi khoảng tầm đấy. Bây giờ thì hãy bật Cinebench lên và xem nó bay màu như nào nhá. Xem nó lên được MacBook cao không.
À, vừa bật lên phát lên 60 à? Nhanh thế. Lên rồi, bắt đầu lên rồi, đang lên rồi. Ôi, một phát nhảy phát lên 101 độ với CPU nóng nhất rồi. Còn 90 độ tại toàn chiếc CPU rồi. Nhân nhanh nhất đang là 100 độ nhá. Và mức xung của chúng ta là 5.3, tức là một mức xung khá ổn, có thể nói là khá ổn cho chiếc CPU này. Với một chiếc tản nhiệt khí thì mình sẽ chỉ đạt được là 5.2 thôi. Còn em này thì đạt được 5.3, khá là ok. Nhưng mà số điểm hơi thấp hơn so với lúc mà mình undervolt, nhưng mà cũng không quan trọng lắm, bởi vì là bây giờ mình muốn một cái trải nghiệm base cơ bản mà vẫn tốt thôi. Thế này là mình thấy là ok rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ vào chơi game đi, vào thử Cyberpunk đi xem là chiếc hiệu năng của chiếc 4090 này nó như nào nhá. Rồi, hiện tại thì đang ở trong Cyberpunk này, graphic mình để ở mức Ray Tracing Ultra luôn. Và mình sẽ để DLSS ở mức Quality nhá, để đảm bảo rằng có cái trải nghiệm tốt nhất và hình hài đẹp nhất. Apply này, run benchmark đi xem nào. Ý chà, mình đoán là phải được chắc đủ 100 FPS đấy, đoán đấy. Rồi, hiện tại thì CPU chúng ta đang lên khá nóng này, 7 mấy độ này, 8 mấy độ này. Và chiếc cảm hình chúng ta thì tương đối mát, 62 độ thôi. Và nó đang chạy 100% rồi, thế nên là không hề có một sự nghẽn nào nằm trong này hết. 77 anh em ạ, hiện tại thì đang dừng lại ở mức 77 FPS, 78 FPS, tức là nó cao hơn 60 FPS một chút. Và mức frame time thì cũng rất là ổn định luôn. Điều này thì khiến cho cái trải nghiệm chơi game của anh em mượt mà hơn rất là nhiều. Nếu mà nó không, cái nhá, anh em phải hiểu là cái FPS ấy, cái độ mượt ấy, nó không xác định bởi FPS đâu, nó xác định bởi cái frame time này, cái đường này càng mượt càng thẳng như này ấy, thì nó sẽ càng mượt, bởi vì cái khoảng cách giữa các frame càng ngắn là càng thích anh em nhá. Đồng thời nữa là cái sự đều giữa các frame nữa khiến cho tạo nên cảm giác mượt mà khi mà nhìn vào một chiếc máy như này. Đó là lý do tại sao mà những chiếc tay cầm, những chiếc bộ máy tay cầm, những chiếc console ấy, dù nó chỉ là 30-45 FPS thôi nhưng vẫn cảm thấy có một cái sự mượt và sự đều, là lý do như thế đấy. Hiện tại đang ra ngoài đây thì mình lên tới là 78 FPS, 80 FPS. Thì cái DLSS có mỗi một cái ảnh hưởng là cái khói này, mấy cái khói này, khói gần thì hơi khó chịu, còn khói xa thì nhìn trông vẫn rất là ok. Và con CPU thì của chúng ta thì lúc nhảy lúc không này, lúc thì 60, lúc 80, nói chung là hơi bay màu một chút. Và cuối cùng thì chúng ta đạt được là mức FPS là đây mức FPS trung bình là 77 FPS, tức là một mức rất là mượt luôn. Bây giờ thử qua trên và mà đây là 4K anh em nhá, đây là mình đang chơi 4K ở mức Ultra đây anh em nhá, Ray Tracing Ultra. Bây giờ thì mình làm phát CSGO xem nó có lên được 1000 FPS nhá. Phá bỏ mọi FPS này, mức setting thì mình đang để ở mức setting là video ở 2 này. Đấy, bây giờ mình chọn T đây. Ui, mượt thế. Ui, lâu lắm rồi mới chơi CSGO thấy mượt vậy. Ui rồi ôi, mê thế. Đang 600 FPS anh em ạ, đang 600 FPS. Nhưng mà mượt lắm, mượt thực sự luôn đấy. Ui, lâu lắm không chơi CSGO lại thấy mượt thật đấy. Bàn phím này nó là bàn phím switch như mình nói là Killbox. Killbox nhưng mà là box wide, tức là nó sẽ có click 3 chứ không phải là click jacket, nên là bấm rất là sướng, rất là phê. Vì một lý do đấy mà mình cảm thấy mình sẽ cần phải mua mấy con switch này về và mình thay bàn phím của mình. Phê thật, thích ấy. Uầy, nhưng mà mức FPS này thì đây mình chỉ để low hết xuống nhá, xem đây nào. Low đây. Video low, very low này, disable này, auto low này, shader low này, multicore rendering phải có này, disable này, linear này, uber, apply. Xem có được đạt được mức gần nghìn không. Đây, ui ôi, 750 FPS. Trời này thì còn gì nữa là màu mới chả me. Thế này thì không bao giờ quay trở lại được anh em ạ, mượt quá. Ở nhà mình ý, nó đang dùng một con màn, nó mang tên là con màn Samsung CG54. Con đấy là VA thôi, nó cũng là 14. Nhưng mà vì một lý do đấy mà con này mượt hơn hẳn anh em ạ. Ok, nói chung là trải nghiệm chơi game con này quá đỗi là mượt luôn anh em ạ. Chơi game cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và chắc chắn làm việc cũng cực kỳ là tuyệt vời. Bởi vì đây là CPU i9-3900K, 64GB, 3600MHz. Đồng thời thêm một con màn hình 144, 4K, màu cực chuẩn nữa. Nói chung nhá, con này xịn vô cùng. Nhưng sẽ vẫn có những thứ mà mình cảm thấy rằng nên thay đổi một chút. Thứ nhất nhá, là mình nên thay cái tản nhiệt, hoặc ít nhất là xoay cái tản nhiệt ra. Xoay cái tản nhiệt ra để cho nó dọc ra. Đấy, thay lên cái tản nhiệt Corsair mà mình đã lựa chọn lúc nãy ấy, thì nó sẽ đẹp hơn một chút và có khả năng nhá, là hiệu năng cao hơn một chút. Thứ hai là mình sẽ thay vì là dùng 4 ổ cứng 1T thì mình sẽ sử dụng là 1 ổ 1T hoặc là 500GB NVMe Gen 4 và 2 ổ 2T Gen 3 hoặc là Gen 4, tùy vào các bạn, tiền của các bạn đấy, thì sẽ được nhiều dung lượng hơn mà có thêm ổ, thêm một cổng nữa
để anh có thể thay thế, rất là xịn sò. Và cuối cùng thì chắc là cái con cảng này thì xịn thật, mạnh thật, nhưng mỗi tội là đúng là nếu mà là thế giới trong mơ của mình ấy thì mình sẽ thay nó bằng cảng trắng. Tức là ví dụ chẳng hạn như là con Vision ấy, SH Vision ấy, màu trắng ấy thì sẽ đẹp hơn. Rồi thì nói chung ấy, cái bộ máy này rất là xịn. Anh Kiên sẽ để dưới đường link cho anh em tất cả những chỗ mà anh em có thể mua, và anh em có thể check ngay và luôn nhá. Đấy, mua ngay bộ này sắm Tết thì quá là cháy luôn, hàng xóm láng giềng ai ai cũng bảo bạn là bố hết. Rồi, nói chung là cảm ơn anh em đã xem video này, cảm ơn anh em đã xem cái trải nghiệm build cái máy xịn xò này của mình, và hẹn gặp anh em tại video khác nhá.